Xin chào mọi người đã đến với kênh của tôi hôm nay. Có lẽ là trong khi chúng ta theo dõi các cuộc bầu cử ở một số quốc gia phương Tây như là ở Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta hay nghe nói tới gọi là cánh hữu và cánh tả. Thế thì cái cánh hữu và cánh tả ở trong chính trị nó như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái khác biệt giữa cái gọi là cánh hữu và cánh tả. Mời mọi người cùng xem nhé. Thì trước hết là về nguồn gốc của cái gọi là cánh tả và cánh hữu, tức là cánh tả là tay trái, cánh hữu là tay phải. Thì vào sau cái cuộc cách mạng Pháp vào tháng 10 năm 1789 thì các thành viên của Quốc hội Pháp người ta mới họp và sẽ bỏ phiếu thông qua cái hiến pháp. Thì trong cái tranh luận là nên trao quyền như thế nào cho vua Louis thứ 16, thì những người mà ủng hộ trao quyền cho nhà vua, tức là bảo vệ các cái giá trị của chế độ quân chủ, thì tập hợp lại ngồi bên tay phải của ông chủ tọa, và những người cách mạng, những người ủng hộ cho cách mạng một cái thiết chế mới thì lại tập trung ngồi bên trái, thì gọi là cánh trái hay là tả và cánh hữu. Nó xuất phát đầu tiên là từ chỗ ngồi của hai cái phe gọi là đối địch nhau về quan điểm chính trị. Thì ở Mỹ thì cái đảng mà được gọi là thuộc tả đó là cánh trái đó, đó là đảng Dân Chủ, và cái đảng mà thuộc về cánh phải hay là cánh hữu đó thì là đảng Cộng Hòa. Thế thì khi mà chúng ta quan sát cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì khi phân tích về cơ cấu cử tri bỏ phiếu cho hai ứng cử viên thì khi phân tích thì chúng ta sẽ thấy có cái khác biệt về cơ cấu dân số. Thí dụ như là đa số phụ nữ là bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ nè, rồi là những người trong độ tuổi thanh niên nè, trẻ đó, rồi là những người trí thức nè, rồi những người nhập cư và những người không tôn giáo và những người thuộc tầng lớp thấp thì sẽ bỏ phiếu cho cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ nhiều hơn. Thì ngược lại với đó thì những cái người mà bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thường là những người trung niên, những người da trắng và những người thuộc tầng lớp trung lưu và đàn ông. Thì tại sao lại như thế này? Là bởi vì cánh tả và cánh hữu họ theo đuổi những cái quan điểm khác nhau về chính trị. Thì cái khác nhau như thế nào? Thì trước hết là cánh tả đó thì họ theo đuổi cái chủ nghĩa cao bằng, tức là bình đẳng cho tất cả mọi người. Họ không chấp nhận cái sự khác biệt, xem cái sự phân tầng thành các cái tầng lớp giàu nghèo trong xã hội là không đúng. Và cái lý tưởng của người theo cánh tả mà ở Mỹ đó là đảng Dân Chủ đó, là tạo sự công bằng cho tất cả mọi người. Mọi người được phục vụ theo nhu cầu của họ. Ngược lại, ở bên đảng Cộng Hòa thì cho rằng sự khác biệt là tự nhiên, do đó không thể cao bằng được. Tức là đảng Cộng Hòa thì đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, đề cao quyền của cá nhân và đề cao cái tài năng của mỗi cá nhân. Thì do đó ở bên đảng, cái tư tưởng của đảng Cộng Hòa là khuyến khích cái sự phát triển của cá nhân. Ai giỏi thì cứ giỏi và được hưởng nhiều. Nó khác biệt ở bên đảng Cộng Hòa. Nó khác biệt với bên đảng Dân Chủ là tất cả đều phải bình đẳng như nhau, gọi là chủ nghĩa cao bằng á. Thế thì đó là cái tư tưởng chính, và nó ảnh hưởng tới vấn đề về kinh tế và các vấn đề khác trong cái chính sách. Tôi lấy ví dụ như về lĩnh vực kinh tế thì bên đảng Dân Chủ họ không có chấp nhận hay là họ không khuyến khích cái thị trường tự do, và họ đề cao cái sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế để đảm bảo sự công bằng. Trong khi đó bên đảng Cộng Hòa thì họ đề cao cái sự tự do và cạnh tranh, do đó họ thúc đẩy cho thị trường tự do và giảm thiểu vai trò của can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Thì như lúc nãy tôi có nói là những người nhập cư thì thường bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ nhiều hơn là đảng Cộng Hòa. Lý do là đảng Dân Chủ, cánh tả đó, thì họ ủng hộ nhập cư hợp pháp và ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, và họ đề nghị rằng là những người nhập cư dù là bất hợp pháp thì vẫn được hưởng các cái quyền lợi giống y như người Mỹ. Ngược lại ở đảng Cộng Hòa thì họ chỉ ủng hộ, hỗ trợ cho nhập cư hợp pháp và từ chối, phản đối
ân xá cho nhập cư bất hợp pháp, và họ cho rằng những người nhập cư bất hợp pháp thì không thể có cái quyền giống như người Mỹ. Thì do đó chúng ta thấy là tại sao dân nhập cư thì bỏ phiếu cho bên ứng cử viên của đảng Dân Chủ nhiều hơn. Về vấn đề gọi là an tử hay là trợ tử đó, an tử tức là cái chết êm dịu đó, tức là những người bệnh đau đớn quá đó thì có thể đề nghị là bác sĩ cho mình chết. Thì đảng Dân Chủ thì họ cho rằng cái quyền được chết là quyền của cá nhân, và người cá nhân có quyền được chết nhẹ nhàng theo cái nhu cầu của họ. Trong khi đó đảng Cộng Hòa thì phản đối, đảng Cộng Hòa cho rằng an tử hay trợ tử là phản tự nhiên và phản đạo đức, và nó có thể dẫn tới cái trường hợp đó là các cái công ty bảo hiểm sẽ gây áp lực khiến cho các bác sĩ không nỗ lực chữa trị cho các bệnh nhân, để cho các bệnh nhân chấp nhận là chết, để mà các công ty bảo hiểm đỡ phải tốn tiền chi trả trong lúc gọi là điều trị cho các bệnh nhân. Cái lĩnh vực kế tiếp đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thì đảng Dân Chủ thì đề cao cái việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho mọi người, ai cũng được quyền chăm sóc sức khỏe. Cho nên là thời Tổng thống Obama chúng ta thấy có cái chính sách chăm sóc sức khỏe gọi là Obamacare. Đảng Cộng Hòa thì ngược lại cho rằng là chăm sóc sức khỏe thì là phải phụ thuộc vào thị trường, và chính sách chăm sóc sức khỏe là phụ thuộc vào khả năng chi trả. Thì cho nên là những người mà nhập cư, những người nghèo, những người thuộc tầng lớp thấp thì thường là ủng hộ cho đảng Dân Chủ vì sẽ được cái chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc là chi phí thấp. Đảng Dân Cộng Hòa thì cho rằng cái chăm sóc sức khỏe mà toàn dân miễn phí hoặc là chi phí thấp như vậy thì nó khiến cho toàn bộ người dân Mỹ phải hưởng một cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng thấp. Bởi vì nhà nước bỏ tiền ra có nhiêu đó thôi, có nhiêu đó tiền thôi, thì bệnh gì cũng trị trong vòng nhiêu đó thuốc thôi. Một cái khác biệt kế tiếp và tại sao là phụ nữ và nhất là trẻ thì ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều là bởi vì đảng Dân Chủ ủng hộ việc phá thai và ủng hộ cái việc phá thai với chi phí hợp lý hoặc là miễn phí, bởi vì họ cho rằng là cái người phụ nữ có quyền với cái cơ thể của họ, và cái bào thai không phải là một thực thể sống, cho nên không được quyền tách rời khỏi người mẹ, có cái quyền riêng. Trái lại, đảng Cộng Hòa thì cho rằng phá thai là vô đạo đức, bởi vì cái sự sống của con người bắt đầu từ khi thụ thai. Cái thụ thai đó nó có quyền tách biệt với người mẹ, cho nên là không có được phá thai. Hoặc là nếu mà triển khai chính sách phá thai miễn phí hoặc là chi phí thấp á, thì nó sẽ bất công, bởi vì cái chi phí đó sẽ lấy từ tiền thuế của người dân mà chi trả cho cái việc này. Và nhìn chung thì phái tả hay là cánh tả đó, họ không chấp nhận cái sự khác biệt, tức là mọi người đều như nhau. Trong khi cái đảng Cộng Hòa hay là cánh hữu á, thì họ cho rằng khác biệt đó là điều tự nhiên. Mỗi người sinh ra có một năng khiếu, một tài năng, một sắc đẹp riêng. Cho nên là cái sự thăng tiến hay cái sự thụ hưởng của cá nhân á, phụ thuộc vào những cái tài năng riêng của mỗi người. Cái quan điểm của cánh tả nó tạo ra cái phong trào mà chúng ta gọi là nữ quyền á. Thì thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với cánh hữu thì sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà là đương nhiên, là tự nhiên rồi. Còn ở bên đảng Dân Chủ thì nói không, nam nữ là không có khác biệt gì, cho nên nó dẫn tới phong trào nữ quyền. Thí dụ như người ta thấy về mặt sinh học á, thì đàn ông thì thường thường có cái nhu cầu về tình dục nhiều hơn, và có cái khuynh hướng chấp nhận quan hệ tình dục mà không cần tình cảm. Thì bên đảng Dân Chủ thì nói rằng phụ nữ cũng vậy, phụ nữ cũng có nhu cầu y chang như nam giới, cũng có quyền được có nhiều người quan hệ với mình giống như là đàn ông. Và có một điều cũng khác biệt giữa đảng Dân Chủ hay là cánh tả và cánh hữu á, là trong chính trị người ta có nói tới gọi là chính trị tế nhị, tức là không có gọi tên đúng cái sự thật của nó mà người ta dùng cái tên khác để gọi. Vì vậy mà chúng ta thường thấy những người cánh tả thì ăn nói nghe có vẻ xuôi tai hơn, nghe nó nhẹ nhàng hơn so với những người cánh hữu. Tôi lấy ví dụ thôi, thí dụ như là gái mãi dâm. Thì đối với những người cánh hữu thì họ gọi đó là gái mãi dâm, nhưng mà đối với những người
theo cánh tả, thí dụ như đảng Dân Chủ ở Mỹ á, thì người ta nói rằng gọi như vậy không được, phải gọi là nói theo kiểu chính trị tế nhị, đó là phải gọi họ là sexual worker, tức là lao động tình dục, chứ không có được gọi là đĩ điếm hay là gái mại dâm gì. Cho nên là chúng ta nghe ông Donald Trump nói nhiều khi chúng ta chối tai, là bởi vì cánh hữu là nó sự thật, cái hiện thực đó là nó gọi đúng như vậy. Còn cái anh đảng Dân Chủ sẽ dùng những cái từ ngữ nó nhẹ nhàng hơn để mà gọi cái đó, thì ở bên đó họ triển khai cái gọi là chính trị tế nhị, cho nên là chúng ta thường nghe là hấp dẫn hơn, nghe êm hơn. Như vậy qua một số cái khác biệt giữa tả và hữu, giữa mà điển hình là bên Mỹ là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì chúng ta sẽ có thể suy ra là tại sao cái nhóm, những nhóm này thì bầu cho đảng này, những nhóm khác thì bầu cho đảng khác. Tuy nhiên cái này là chỉ ở Mỹ thôi, và ở châu Âu thì là cũng tự do, cũng là dân chủ, nhưng mà nó khác, nó khác với ở Mỹ. Thí dụ như ở bên Mỹ, cái đảng Cộng Hòa đó, thì họ thúc đẩy, họ chấp nhận, ủng hộ cái việc gọi là sở hữu tư nhân về súng, tức là ai cũng có quyền sở hữu súng. Đảng Dân Chủ thì không chấp nhận cái này. Thì ở tất cả các nước còn lại ở châu Âu, cũng như là ở Anh, cũng như ở Pháp, cũng như ở Úc, người ta cũng cấm cái gọi là sở hữu súng. Thì không có nghĩa là những nước Anh, Pháp, Đức đó là cánh tả. Thì thành ra đó là cái việc là cái chính sách của đảng nào tốt là nó phụ thuộc vào cái tầng lớp nào. Chẳng hạn như đối với tôi là một người nghèo, thì tôi thích cái chính sách của đảng Dân Chủ hơn, bởi vì tôi sẽ được hưởng các cái sự trợ cấp của nhà nước nhiều hơn. Nhưng nếu tôi là một người ở vị thế khác, tôi giàu hơn, thì có lẽ là tôi sẽ không thích cái chuyện là tôi phải đóng thêm nhiều thuế để mà tôi gánh cho cái nhóm kia, vân vân. Thì thành ra là cái quan điểm nào tốt nào xấu nó phụ thuộc vào cái vị trí của chúng ta trong cái thang bậc của xã hội, chúng ta thuộc tầng lớp nào. Thì do đó mà cũng rất khó để mà nói là đảng Dân Chủ là tiến bộ, còn đảng Cộng Hòa là bảo thủ, bởi vì nó bảo thủ hay nó tiến bộ thì tùy vào từng trường hợp. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu ít thì like và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.